Rồi, hello cả nhà nghe, được cũng xin chào cả nhà nha. Xin chào anh em, các bạn đam mê câu cá đằng xa đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo nữa của em được nha. Hiện tại thì shop của em có về rồi, một số dụng cụ câu cá cần câu tay nha anh em. Cho nên là cũng tranh thủ quay cho anh em á. Địa chỉ shop là ở số 82 quốc lộ 30 nha anh em, phường Nguyễn Phú, thành phố Cao Lãnh. Thì đường nó thay đổi tên đường lại là đường Nguyễn Huệ nha anh em. Đó, đối diện với ngân hàng Đông Á, Trà Bá với cửa nha cả nhà. Đó, đây là tổng quan shop của em nha anh em. Nó có bán đầy đủ dụng cụ câu cá nha, cần câu, máy câu, dây câu, mồi câu và các tinh mùi hương liệu cho anh em. Đó, đây là máy câu, số máy thông dụng cho anh em á. Nó đơn giản, nó cần đài, cần đơn, cần câu xong, cần máy nha cả nhà. Đó, thì đầu đài, trục, lưỡi, đó, đầu lua, nhé hơi, màu mềm, cá cứng, đó, phao đài, phao nano, phao cỏ, đó, thì theo loại nha cả nhà, nó túi cần bao cần, đó, đây là cần đơn, đó, cần đơn, cần mè chép, đó, tôm, nó cần câu giải nha anh em, đó, bu la qua, rồ, mắt, phen phu si, cặp con sắn ít, đó. Số những cần giải thì dài cho cái nhà 3m, 3m 15, 3m 2 đó, cần câu xong, câu đồ, mỗi cần cắm gốc, câu zip đó, câu vừa đếm, câu cha, rồi dây nhợ các kiểu luôn nha anh em, đó, dây nhợ các kiểu nha, dây lua, đó, dây lua các kiểu, dây câu xong các kiểu, đó, phụ kiện các kiểu, nói chung là cũng đồ học sinh, sinh viên em đều có đầy đủ nha anh em, đó. Cái đến tầm trung cao cấp đều có đầy đủ á, kìm, nó gỡ cá đồ đầy đủ, dây lưỡi, nó máy sinh viên, dù, ghế, nón, đó, một số cũng chung là có để phục vụ anh em ha, đó, thùng đài cũng có luôn nha anh em, đó, nó rộng đài rồi ha, máy câu, đó em mới dọn học này để hầu để đóng cái mới này lên nha anh em, đó. Thầy lại mới về mẫu cần qua mặt nước nha anh em. Đó, qua mặt nước nha, tiểu phụng kích nha anh em. Đó, tiểu phụng kích thiên sứ vật. Đó, còn cây này là cây gì em quên tuốt luôn rồi, để hồng áo máy lên coi mới được. À, cây màu hồng bên đây là cây quyết long chiến vũ 7H nha anh em. Đó, đó là quyết long chiến vũ 7H nha. Đó, quyết long chiến vũ 7H. Đó, rồi được sẽ vô thông số chi tiết nha anh em. Đó, cho anh em xem hôm nay là bốn mẫu cần siêu vip, siêu đẹp luôn nha anh em. Đó, cần ở bên ngoài là nó đẹp hơn trong video rất là nhiều luôn nha. Đó, hôm nay em quay cho anh em xem. Đó, cần từ 5h rưỡi, 5h, 6h đó, đầy đủ cho cả nhà mình ha. Đó, cho anh em coi nha. Rồi, được sẽ vô trực tiếp thôi anh em. Nói nghe anh em. Đó, đầu tiên thì em xin giới thiệu đó là mẫu cần qua mực nước mẫu mới nhất anh em, mẫu 2023 nha anh em. Đó, mẫu này thế hệ thứ 3 nha anh em. Đó, mẫu thế hệ thứ 2 thì em cũng còn bán nhưng mà ít thôi. Bây giờ em nhập mẫu mới về. Đây là kêu là mẫu 2023 cũng như là mẫu thế hệ thứ 3 của nó nha anh em. Đó, mẫu 2023 thì thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, qua mực nước được sơn đầy đủ màu cho anh em luôn. Đó, xanh vàng. Đó, đỏ tia, đỏ hồng, nó rất là đẹp nha anh em. Đó, thì cần thì có mã QR cho anh em chết hàng nha, chết hàng cho anh em ha, mã QR chết hàng chính hãng cho anh em ha. Đó, phía trước là gảnh to để anh em thắt dây an toàn nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, mã QR khi anh em mua hàng thì em sẽ gửi cho anh em nó một cái mã thẻ bảo hành cho anh em nha. Đó, bảo hành cho anh em trực tiếp ở hãng luôn, cho anh em cào ra, gọi anh em cạo ra, gọi anh em soạn tin nhắn đó để bảo hành điện tử cho anh em ha. Đó, đây là thẻ bảo hành cho anh em nha. Đó, hoặc là anh em khi bảo hành liên hệ em cũng được. Đó, của hãng Monster nha cả nhà. Đó, đây là thẻ bảo hành. Đó, hãng gửi cho em trực tiếp luôn. Đó, cần thì bảo hành đó cho anh em nè, nó quá trời luôn anh em thấy chưa. Đó, nó bảo hành đó, khi anh em soạn tin nhắn bảo hành hành lên thì sẽ bảo hành điện tử cho anh em luôn, còn thời gian 1 năm. Đó, bảo hành từ lóng 2 đổ lên đọt nha anh em. Đó, bảo hành từ lóng thứ 2 đổ lên ngọn nha. Đó, lóng thứ 2 đổ lên ngọn.
Đó, bảo hành từ lóng thứ hai này nè, đổ lên đọt nha anh em. Đó, lóng thứ hai đổ lên đọt, còn cái này là lóng gốc thì không có bảo hành nha anh em. Đó, lóng gốc bảo hành là như cái cần mới luôn rồi. Đó, lóng gốc là không bảo hành. Đó, bảo hành từ lóng thứ hai đổ lên đọt. Đó là lóng thứ hai, bắt đầu từ lóng thứ hai này, nó đổ lên đọt là được một lần, một năm nha anh em, trong một năm được bảo hành một lần. Khi anh em mua cần sẽ được tặng kèm một cái đọt phụ nha anh em. Đó, một cái đọt phụ nha, khi anh em mua cần sẽ tặng kèm một cái đọt phụ cho mình luôn nha. Đó, là một cần và có hai đọt là được bảo hành thêm một lần trong một năm đó. Đó, thì mẫu 2023 này phía dưới cũng là có rảnh ABS nha anh em, nhưng mà được làm rất là sắc sảo và đẹp hơn anh em. Đó, rảnh ABS cho anh em ha. Đó, rảnh ABS. Phía trên là có phủ đầu lóng nha nhà ơi. Phủ đầu lóng nha. Phía trên là có phủ đầu lóng nha. Đó, có mẫu qua một nước đây. Đó, phía trên là có phủ đầu lóng cho anh em luôn nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, rất đẹp luôn. Đó, thì cần khi anh em mua sẽ có một cái bao cần như cái màu cái cần luôn. Đó, nó sẽ có một bao giải như thế này luôn nha anh em. Đó, giống như hình cái cần luôn. Đó, rất là đẹp cho anh em. Đẹp không thì vết luôn nha. Đó, thì em có là các size như là 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3, những cái size mà thông dụng cho anh em xài ha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, anh em cần size dài hơn 7m2 hoặc là 8m1 bên em cũng có luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Cần này là qua mực nước mẫu 2023, mã của nó là qua mực nước mẫu 2023 nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ cả nhà em sẽ căng từng xây cho anh em xem ha, căng từng xây cho anh em xem nha. Đó, để xem tất cả các xây cho mình nha cả nhà. Đó, sẽ căng từng xây cho cả nhà mình ha. Để em đọc số thông số chi tiết cơ bản cho anh em luôn ha. Đó, ngọn cần là 1,4 mm nha anh em, 1,4 mm nha. Đó là 1,4 mm. Độ cứng cần là 6H nha anh em. Đó, độ cứng cần 6H. Phân bổ lực là 19 nha cả nhà. Đó, phân bổ lực là 19. Tải cá là từ 4 đến 6 cân nha cả nhà. Đó, 4 đến 6 cân nha. Đó, tải tỉnh là 2 kg. Đó, đối với xây nhỏ anh em, xây lớn thì nên tải tỉnh được 3 kg nha. Xây 5m4 size 3 thì tải tỉnh được 3 kg nha anh em. Đó, còn những xây càng dài thì anh em tải cá được 6 cân. Đó, càng ngắn anh em tải cá được 4 cân nha anh em. Đó, thì bắt cá bự nhỏ là tùy theo cái độ mà chuyên nghiệp của mình, nhiều cá nha cả nhà. Đó, đem nhắc lại ngang ngọn của nó là 1.4 nha cả nhà ơi. Độ cứng là 6H nha, phân bổ lực là 19. Đó, độ dài em có từ 3m6, 5m4, 4m5, 5m4, 6m3 và 7m2. Đó, bảo hành 1 năm từ lóng thứ hai lên đọt một lần nha anh em. Khi anh em mua hàng em sẽ nhắc lại cho anh em nha. Đó, rồi, đó, đây là thông số bên trong cũng như là bên ngoài của em nó nha anh em. Đó, rồi, em sẽ căng từng xây của mẫu qua nước nha anh em. Em sẽ căng từng xây cho anh em ha. Đó, em có cái căng bên đây luôn. Đó, em sẽ căng từng xây cho anh em ha. Căng từng xây đó cho anh em xem kỹ bên góc là giùm em nha. Đó, xây cho anh em xem ha. Khi càng ngày em tháo cái nút bình đầu anh em, khi mình câu mình không có xài nút này. Đó, yeah. 123g cho xây 3m6 nha anh em. Đó, 123g cho xây 3m6 nha. Nó xây 3m6 là 123g nha cả nhà. Nó 3m6 là 123g. Giá là 490.000. Nó 3m6 123g, giá là 490.000. 490.000 nha cả nhà. Rồi em tiếp theo đó là xây 4m5. g cho xây 4m5 nha anh em. Đó, 169g cho xây 4m5 nha. Đó, để gì gần gần hơn cho anh em dễ xem ha. Đó, 169g cho xây 4m5. Giá là 550.000 nha cả nhà. Giá 550.000. Đó,
giá là 550.000 cho xe 4,5 m. Rồi tiếp theo là em sẽ căng là xe 5,4 m cho anh em. Trời ơi cái căng nó đẹp má ơi, đẹp kinh khủng đẹp luôn nha các bạn. Đó. 5,4 m là 207g nha cả nhà. 5,4 m là 207g. Đó, giá của nó là 610.000 nha anh em. Đó, tải cá là 6 kg, nhất tỉnh là 3 kg nha anh em. Đó. Anh em mua càng này yên tâm một cái là nó có chế độ bảo hành nha anh em. Anh em nó mua hàng bên em rồi, đã gãy là em bảo hành liền cho anh em luôn. Đó. Nên là anh em yên tâm nha. Đó, giá 610.000 cho xe 5,4 m nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là xe 6,3 m. Đó, đây là xe 6,3 m nha cả nhà. Xe 6,3 m là 261g nha anh em. 6,3 m là 261g nha. Đó là xe 6,3 m nha anh em. Đó là cân nặng nó là 261g. Đó. Giá của nó là 670.000. Đó, giá là 670.000 nha anh em. Đó. Thì mẫu cân này đó, thì anh em mua 2 cây là em bao ship, 1 cây là phí ship 30.000 tại nhà nha cả nhà. 1 cây là phí ship 30.000 tại nhà nha. Khi anh em mua hàng sẽ được tặng một đọt phụ nha cả nhà. Đó, mua hàng sẽ được tặng một đọt phụ. Đó. Rồi, mẫu mã của cây này là qua mực nước 2023 nha anh em, qua mực nước 2023. Khi mua hàng anh em nói số xay với tên cây cần là em sẽ biết đường em ship cho anh em luôn ha. Nhận hàng anh em cứ kiểm hàng rồi thanh toán cho shipper, khỏi cần đặt cọc trước luôn, uy tín nhận hàng đối với shipper em là được. Đó. Uy tín nhận hàng là được nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo em sẽ qua cho anh em là mẫu là tiểu phụng kích. Đó, tiểu phụng kích. Đây là cái tiểu phụng kích nha cả nhà. Đó. Tiểu phụng kích, đó em lấy em lên. Mẫu này cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Đối với anh em mà không thích những màu này thì em đây em có màu tím bạc cho anh em nha. Anh em kỹ nè, lóng đầu là nó làm sẵn nè, rất là đẹp luôn nha. Đó. Tiểu phụng kích rất là đẹp luôn. Nó từ trên dưới nè anh em. Đó. Cho anh em xem nha. Đó. Thấy chưa? Ở ngoài là anh em nhìn đặt càng là về là nó đẹp hơn trong video em xem rất là nhiều nha. Ở ngoài là đẹp hơn luôn á. Trong máy quay là thứ nhất là ánh sáng nè, thứ hai là camera nó không có đẹp bằng mắt thường của mình nha anh em. Đó. Rất là đẹp chưa cả nhà? Rất là đẹp luôn nha. Đó em quay từng chi tiết cho anh em luôn. Đó đây là phía dưới đít càng nha anh em. Đó. Đây là tiểu phụng kích nha. Đó, tiểu phụng kích 5H. Đó. Đó, đây là những lóng em mới tháo ra nha anh em. Đó. Phủ đầu lóng của nó đây, nó có phủ đầu lóng rồi cho anh em ha. Đó. Cần này là cần 5H nha cả nhà, 5H nha. Đó, cây này thì anh em là đánh cảm giác và giữ cá rất là tốt luôn nha anh em. Đó. Tải tỉnh là 2,7 kg nha anh em, tải cá dưới nước là 4 kg nha. Đó. Đó, phía trong là có rãnh ABS nha anh em. Đó. Dưới đít cần đều có rãnh ABS cho anh em hết ha. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rãnh ABS hết luôn, rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp nha. Nó hãng sơn. Những rãnh ABS luôn và phủ đầu lóng cho anh em ha. Cần thiết kế hoàn toàn là 100% là carbon nha anh em. Đó, 100% là carbon nha. Đó. Thì em quay chi tiết cho anh em xem á, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn mà. Đó. Tất cả các lóng em đều tháo ra hết nha. Đó. Ngọn con này là 1,4 l nha cả nhà ơi. Ngọn là 1,4 l nha. Đó, đọt bổng nha cả nhà. Đó, khi anh em mua cặn cũng được tặng một đọt nha. Đó. Khi mình mua cũng sẽ được tặng một đọt nha. Đó. Lóng này lóng dài, tu ngắn cần là tầm khoảng 1,1 m nha nè. Đó. Rồi, tiếp theo nữa em sẽ căng chi tiết từng xây từng cây và báo giá cho anh em luôn nha. Đó, mã của nó là tiểu phụng kích 5H màu tím nha anh em. Đó. Rồi. Rồi, cái tiểu phụng kích này là 127g nha anh em. Đó, 127g nha. Đó, 127g. Giá là 650.000 được tặng một đọt và bảo hành từ lóng 2 đổ lên ngọn 1 năm một lần nha anh em. Đó. 650 nha. Đó. Khi anh em mua thì em sẽ gỡ thẻ cho anh em cào bảo hành và soạn tin nhắn bảo hành điện tử giùm em nha. Anh em không cào không gỡ là sẽ không được bảo hành nha anh em.
đó, anh em lưu ý giùm em nha. Đó, em sẽ gửi cho anh một phiếu như thế này. Đó. Bảo hành điện tử với hãng thì anh em liên hệ trực tiếp hãng sẽ gửi lóng gì cho anh em luôn ha. Đó. Cây monitor tiểu phụng kích cho cả nhà. Đó. 3m6, giá là 650 nha. Rồi, tiếp theo nữa là sẽ lên cây 4m5. Đó, 4m5. Được không? Nhìn đẹp. Có thằng luôn á. Thôi khách nói à, khách nói đứng rồi. Xây 4m5 nặng 166g nha anh em. Đó, 166g. Giá là 700. Đó, 4m5. 166g, giá là 700 nha anh em. Đó. Tiểu được chứ. Nè, cặp đôi chơi. Đẹp ghê không? Đó. Rồi, tiếp theo nữa là cây 5m4. Là 203g nha anh em. Đó, 203g. Đó, tại tỉnh là 2,5 kg. Đó. Tại tỉnh là 2,5 kg nha anh em, tại cá là 5 đến 6 cân nha. Đó. Khi anh em mua sẽ được tặng một đòn cho cả nhà. Đó. Giá của cây 5m4 là 800 nha anh em, 800.000. Đó. Cây 5m4 của cây tiểu phụng kích là 800 nha anh em. Đó. Anh em có xem video thì nhớ màu giùm em hoặc là nhớ tên cặn nha. Mã của nó là tiểu phụng kích màu tím nha anh em, 5H nha. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa. Em sẽ qua đó là mẫu thiên sứ dược màu xanh nha cả nhà. Đó, anh em không thích màu tím với màu vàng xanh như thế này thì có cây màu xanh nước biển luôn cho anh em luôn. Đó, nó đẹp cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Trời ơi, đẹp không tì vết luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn mua hàng mà kiểm tra hàng không đẹp không giống như hình là trả hàng về cho em nha. Đó. Đây là mẫu thiên sứ dược 5,5 kg anh em. Đó, nãy giờ em có 5H, 6H, giờ có 5,5 kg. Đó. Đây là thiên sứ dược anh em của hãng Monter luôn nha. Đó, thiên sứ dược. Rất là đẹp luôn. Thì cũng tương tự như mấy mẫu kia, nó đều có mã QR là cho anh em ha. Đó. Mã QR cho anh em check ở đây luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Đây là mẫu thiên sứ dược 5,5 kg. Đó. Rồi. Thì em sẽ thấy cho anh em xem luôn ha. Sẽ cân nặng cho anh em luôn ha. Đó. Mở quay cho cả nhà mình xem nè. Đó. Đó. Có phủ đồ lắm rồi cho anh em luôn ha. Nó phủ đồ lắm đồ. Thứ xứ là rảnh ABS luôn. Nó rảnh ABS rồi có đầy đủ cho cả nhà mình ha. Rất là đẹp nha cả nhà. Thì cần cũng được bảo hành 1 năm từ lóng 2 đổ lên ngọn một lần luôn nha anh em. Mẫu này cũng bảo hành luôn nha. Bởi vì em bán có hàng này á, em rất là thích và rất yên tâm cho anh em xài luôn, tại vì mình có hành chơi đó, cho nên anh em yên tâm người sử dụng. Nó lóng thì hãng khi gỡ trước thì cho em một số lóng như thế này luôn nè. Khi anh em có cục kịch gì á thì anh em ở tiệm mua, ở tiệm em thì em bảo hành liền, còn anh em ở xa mua thì anh em lên bảo hành điện tử, lên hãng nó sẽ gỡ về cho anh em. Đó, bảo hành điện tử là anh em cứ chọn tin nhắn nha anh em. Đó, anh em cào cái thẻ này ra là soạn tin nhắn nha, gỡ theo mã này để mình được bảo hành điện tử nha cho anh em nha. Đó. Rồi, đây là mẫu thiên sứ dược. Rồi em sẽ căng em nó như này. Em sẽ căng em nó nè. Này, căng em nó thôi. Thì qua đây, giờ qua đây đi. Đó, bấm lên. Ừ. Nghe nha. 3m6 là 121g nha anh em, giá là 490.000 nha. 3m6 121g, giá là 490 nha anh em. 490.000, 3m6. Đây là xây 4,5 kg nha anh em. Giá là 167.000. Đó, giá là 550 cho anh em. Đó, 167g. 167g xây 4,5 kg. Đó. Giá là 550 cho anh em. 167g 4,5 kg nha, giá là 550.
5m4. Rồi, xe 5m4. 206g, giá của nó là 601 nha anh em. 206g, giá là 601, chi phí vừa nha. 206g, giá là 601 nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì tất cả hàng ở đây được bảo hành 1 năm từ lốp 2 đổ lên đọt hết nha anh em. Đó. Nãy giờ giới thiệu cho anh em là 5H là 5H rưỡi, 6H nè. Bây giờ sẽ qua mẫu 7H nha anh em. Đó. Sẽ qua mẫu 7H nha. Mẫu 7H hay là Quyết Long Chiến Vũ 7H nha cả nhà. Đó, đây là cây Quyết Long Chiến Vũ 7H nha. Đó. Quyết Long Chiến Vũ 7H. Đó. Càng cũng được phủ đầu lóng hết trơn cho anh em. Nó phủ chống nổ đầu lóng cho anh em ha. Đó, màu hồng trắng rất là đẹp luôn. Đó. Phía dưới là rảnh ABS cho anh em luôn. Đó, phía dưới là có rảnh ABS cho anh em nha. Cây này là 7H nha cả nhà. 7H nha. Ngọn của nó là 1.6 nha anh em. Đó, phân bổ lực là 19 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó là 7H. Xe 3m6 của nó bị 7H, 3m6 nó anh em nhìn cầm vô rất là lực luôn, cầm thì rất là thẳng nha anh em. Nó 3m6 anh em cầm có khoảng cây 4m rưỡi á. Nó rất là đẹp nè. Đó. Thì cầm thì em có 3m6, 4m rưỡi, 5m4, 6m3 và 7m2. Đó, em có tất cả các xây nha cả nhà. Rồi, em sẽ căng từng xây cho anh em mình ha. Đó. Căn từng xây anh em. Đây 3m6. Đây anh em. Đó. Nãy giờ hết tụi nhớ anh em ơi, thông cảm lên quay lại cái anh em. Rồi, em xin quay lại thứ tôi nấu thức cho anh em nha. Đó, xây 3m6 nha anh em. 3m6 của nó là 650 nha anh em. 3m6 là 650 nha. Nặng 145g nha anh em. Đó. Căn nặng là 145g nha. Căn nặng là 145g. Đó. 4m rưỡi là nặng 205g nha anh em. Nó nặng 205g, giá là 750 nha anh em. Đó, giá là 750 nha. Năm mét tư nặng là 220g. Đúng rồi. 5m4 là nó nặng là 220g nha anh em. Đó, giá là 850. Là 850. Giá là 850 nha anh em, 5m4 nặng 220g, 850 nha. Đó. Xe 4m5 mình chưa căng không ta. Đúng rồi. Chưa được căng rồi. 5m4 rồi, tới 6m3 nha cả nhà. 6m3 nặng là 282g, giá là giá của nó là 950 nha anh em. Đó. 6m3 nha, nặng 282g, giá là 950. Còn 7m2 giá là 1.550.000 nha anh em. Giá 1.050.000, 377g, 1.030.000. Đó, 377g nha anh em, giá là 1.050.000 nha. Đó. Đây là mẫu Quyết Long Chiến Vũ 7H nha cả nhà. Đó, cả nhà mua hàng thì mã của nó là Quyết Long Chiến Vũ 7H nha. Đó. Em có từ 3m6 đến 7m2. Đó, rồi em được cũng xin chào cả nhà nha. Cả nhà mình mua hàng gì được thì cứ alo cho em nha, qua số điện thoại là 0963 890470 nha anh em. Đó, đây là em có 4 mã, 4 sản phẩm cho anh em lựa chọn nha. Rồi em được xin chào mọi người nha. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha.